Chúng ta sẽ đến với trận thi đấu bản lề trong trận đấu thứ hai. Vâng, tỷ số hiện tại là 1 đều và đây là vâng Phun Esen trong tay game thủ U98. Vâng, đối bạn là Pan Sen. Vâng, trận bản lề. Vâng, Văn Hưởng là người cầm Baby Long, tiếp tục Baby U98 cầm Phốc. Không được khóc trong trận đấu này là người cầm Pan. Ui giời. Vâng, người yếu được cầm Sen thì Hoàng Ngàn. Vâng, Sen Pan trong trận bản lề. Sami Khedira. Vâng, Phun Esen trong tay của game thủ U98 và đây là máy máy của game thủ Văn Hưởng, người được cầm Babylon. Hai trận liên tiếp Hưởng được cầm Babylon rồi. Và trận này đội bạn quân rất đẹp, Sen Pan. Thôi, vượt khó vậy, để làm sao bây giờ? Vâng, quân đẹp chưa chắc đã thắng. Trong cái map 22 này thì tôi không sợ quân đẹp mà tôi chỉ sợ là đói. Vâng, khi mà quân đẹp mà đói thì các bạn có muốn đánh cũng không được. Ý ông Mách vờ quá mất dậy đến từ mộ. Đấy nhá, không lại bảo tại anh, tất cả là tại mộ. Tí mà Mách vờ. Bịp. Vâng, như vậy bây giờ đầu đã về nhà chính của game thủ Văn Hưởng. Của bây giờ đầu có 6 con. Có quả phụ này. Đấy, baby này tạm tạm rồi, thiếu một đồ ăn nữa thôi. Máy máy của game thủ U98 thì sao? Vâng, 98 có 7 hero, 4 con, 3 con hero về nhà chính, 1 con hero ăn tại BS đầu. Vâng, giờ U98 đang hơi thiếu đồ một chút xíu. Vâng, khoảng thời gian gần đây thì ôi giời. Hoàng An xem dễ lèo. Trời ơi. Vâng, các bạn có biết không, khoảng thời gian gần đây U98 vâng luôn liên tiếp tâm sự với tôi. Vâng, anh ơi em có tầm 2 tỷ, bây giờ không biết là nên mua ô tô hay nên chữa bệnh. Vâng, U98 tâm sự với tôi là như vậy, các bạn hiểu không? Vâng, em có 2 tỷ, không biết là nên mua ô tô hay chữa bệnh anh ạ. Tôi với chim lợn U98 rằng anh nghĩ là em nên đi chữa bệnh đi. Vâng, các bạn biết là U98 mắc bệnh gì không? Đó chỉ là bệnh nói phét. Ơ kìa, Phi bảy hiệu đấy có đóng được S không? Ờ, đóng được. Thôi xong. Đóng được. Ôi trời ơi. Chơi cây trên. U98, tôi đau đầu với ông này lắm. Mày chết rồi 98 á. Vâng, tinh tế đấy từ U98 và kích đời ở đầu 8. Hai mươi ba dân dành cho game thủ U98 và đây là BB của em đối đầu với Sen của Hoàng An. Văn Hưởng sẽ đối đầu với Pan trong tay game thủ Con Khóc Căng Nhà. Và như vậy hai game thủ chúng ta đang chim lợn với nhau trong mỗi nhà U bo một nhà. Và như vậy là U98 báo về là Văn Hưởng chỉ cần giữ cánh thôi để U98 giết chết nhà người cầm Sen này là thắng trận này. BL dành cho U98 và đây là BM. Và đội bạn lên đời khá sớm trong trận thiếu này nha.
Hưởng chết dân này em ơi. Anh lấy voi chat của em đấy, chết ít thôi. Vâng, đây là bãi vàng để cho ngựa chúng ta nâng công cho ngựa giò của mình. Xem đánh cung thì phải, khả năng cao là khóc chọc chéo đấy, cẩn thận nha. Kìa, cái gì đến nhà hay sao kìa? Đâu anh có soi nữa đâu, khổ quá. Vâng, xem đánh cung bên này, Hoàng An. Ủa, đồ bản có tê rồi nha. Thôi lại tè. Vừa hủy gì em? À, hủy giáp. Hủy giáp dành cho Ujin Dam. Em chỉ lên công mà không lên giáp trận này. Vâng, L2 luôn. Đóng e đi Ujin Dam ơi. Không lên đời lại không xin được lạc đà. Chọc làm một nông dân nào. Giống như đội bạn đẩy T lên đây rồi. Không, T vẫn đang đứng thụ. À không, chưa được T đâu. À T đây. Hai L dành cho game thủ U98. Còn khả năng cao màu 2 này cũng chơi được đấy. Bên kia mà giữ được cánh là chơi được nha. Còn hai lạc đà đẩy sang dành cho game thủ U98 vào nhà Hoàng An trong trận thiếu này. Vâng, lao vào chém một tê. Rồi, ưng đấy. Vâng. Kìa, trong dân, đơn chém hay đấy. Vâng, đội bạn đang chốt đầu ruộng, đây là bãi gỗ, chém luôn. Ư, trời ơi, có máy xe rồi. Vâng, đang lao vào chém dân của người cầm màu 2. Có máy xe, một kích máy xe đi, ông Phan là sao ngất đây. Vâng, vậy Uy 8 đang báo rằng là Văn Hưởng sẽ cố gắng để không cho Phan tạt sang bên này. Tháp lái 30/32 để cho Uy 8 một trận mà đang chém tốt vào nhà người cầm xiang. Có lạc đà đấy đâu rồi? Vâng, đội bạn đang cố kéo giãn lạc đà của Uy 8 ra để có thể cá rỉa. Vâng, dân của người cầm xiang đang nằm xuống là kha khá đấy. Úi trời ơi, kìa, khẽ thôi em ơi, cẩn thận, chém đi. Vâng, đi vào ruộng của đối phương, xiang này vẫn chưa mở mày mở mắt ra được nhá, xây một cái bè nữa nào. Rồi, ok, đang xây rồi. Tạm lại 32/36 đi vào ruộng cầm xem và đi cả cũng đỡ đối phương luôn. Đội bạn đang vẩy e trong. Chạy hai bãi gỗ cho người cầm xem rồi. Bãi xem này yếu lắm nhá. Và đang cố chém tốt đấy. Vâng, nổ ruộng. Làm hai ông dân. Ơ, dân lại kéo về nhà chính cho chém đây. Vâng, hay. Vâng, ban sang cứu. Vâng, tân này chết luôn này. Thả lại hai con vào ruộng chính chém ruộng nào. Chém cái ruộng kia kìa. Đấy. Vâng, bãi xem này yếu rồi này. Tươi đấy. Vâng, máy máy của người xin lỗi của game thủ Văn Hưởng tham lai là 26/48. Hai L một A một P màu 7 đang công P lên trên này. Đó chính là game thủ không được khóc nhưng đi P rất ngao. Vâng, lao vào nhà BP của đối phương. Tươi này. Vâng, xèng bàn với chúng tôi này. Xúc. Vâng, khóc không có bay xe trong trận thi đấu này. Hay quá em ơi. Vâng, giết nó. Vâng, chuẩn bị chết rồi. Ây, thằng đông lạc đà quá. Bình tĩnh em ơi. Chưa vội vàng nha, chứ nó đang mất rất nhiều dân rồi. Chém dân đi. Kìa, đang ăn hoa kìa, dân ăn hoa kìa. Dắt cả phù lên cũng được em. Vâng, dắt cả phù lên nhà nghiệp ba luôn. Ban không bánh xe đâu. Xin lỗi là Uy 8 chỉ cần solo với cầm xiang thôi là thắng trận này. Bài ban chuẩn bị chết đến đít rồi. Và Uy 8 báo về xiang không có cửa. Và Uy 8 tham lại là 27/36. Vâng, bàn tạt sang với một con lạc đà. Vâng, Uy 8 có bánh xe rồi em ơi. Ok, đã có bánh xe dành cho game thủ Uy 8. Bài xe rất yếu. Vâng, tiếp tục bị vào dụng chính đến từ người cầm xe. Vâng, bài xe có giò lỗi đổi vòi này. Vâng, chém nốt con lạc đà người cầm ba nào. Ok. Vâng, tham lai 2-3 đang bị mất lạc đà nha. Vâng, một trận chém rất tốt đến từ hai game thủ phía biến team game TV. Và đây là máy máy của game thủ Văn Hưởng. Vâng, một sắm đơn lao vào kin phụ thủy đối phương và công cả phù lên nhà người cầm bàn. Trong một bài đấu mà Pyran của game thủ không được khóc không lên bánh xe. Vâng, đội bạn có phù nghĩa ơi, có phù. Vâng, phù đen chuẩn. Vâng, mình phu đỏ chuẩn rồi, chém. Vâng, như nào này thì khóc này. Vâng, chém luôn. Chú ý giữ cung R đi em ơi, giữ cung R mà còn kiên phù. Vâng, đợi phù hồi mana. Baby hồi mana nhanh lắm, phù baby hồi rất nhanh, 71% rồi. Tí nữa thôi hai con phù thủy này dắt lên, khả năng cao là khóc chuẩn bị tím rồi, nhưng phải giải quyết nhanh lên để con ta sang hỗ trợ game thủ U 8 được luôn. Hai con lạc đà không được không? Vâng, phù thế mà không được con lạc đà nào. Cày.
28/48 dành cho cái thủ Văn Hưởng. Nhưng mình nghĩ rằng nếu như để Văn Hưởng solo thì vẫn rất thoải mái trong ban này. Bơm 200 gỗ cho U98 để U98 có thể khỏe hẳn trong trận thiếu này. May máy của game thủ U98. Tham lại là 30/40 đi như Kiếm Trang. Vâng, nhấc hết bệ lên rồi. Vâng, nhông kèn rồi đấy. Ôi nhưng mà Trang đang tụ được khá đông cung rồi anh em ơi. Ngoáy thôi. Vâng, Hưởng ơi, cố nhanh lên em ơi. Vâng, hạ 30/48. Vâng, như vậy là không khóc cũng khá yếu rồi. Nhưng khóc vẫn đang cố gắng xẻm những con phù thủy của mình ra đấy để phù lạc đà của Văn Hưởng. Vâng, khóc cũng đang khá quái nhá. Qua được khóc cũng là cả một vấn đề. Vâng, dường như khóc cũng đã có bánh xe cho những con nông dân của mình. Vấn đề lạc đà của game thủ Văn Hưởng dường như đang đông hơn. Và khóc mất vàng rồi. Điều quan trọng là khóc mất vàng. Vậy e trong. Không, đó là e của đối phương. Ủa, lượng lạc đà của game thủ khóc cũng còn là rất đông. Vâng, chưa chắc đã yêu. Nhưng mà đây là một trận chém rất hay đến từ U98 và game thủ Văn Hưởng. Lên giáp cho những con lạc đà của mình. Đây là máy máy của game thủ U98. Ui giỏi, nó vào cứa cổ cái cầm xeng luôn. Này thì xeng với rồi này. Không phải vậy, tranh kiểu gì. Rồi bạn bây giờ về lao vào cũng không được. Chém 2 thì cũng được em ơi. Chém 4 thì mới ra được. Vâng, như vậy là U98 bảo sao không chém. Nó đã là cái gì? Nó đã là cái gì so với bên Liên Xô mà một tuổi gì? Xeng với chúng tôi này. Ôi giời, anh ngồi chơi. Với chúng tôi này, nó đã là cái gì? Vâng, nó đã là cái gì so với bên Liên Xô một tuổi gì vào hết đây. Vâng, rau xíu. Vâng, đã được chưa ạ? 2-1 dành cho cặp đôi GTV trong trận đấu thứ hai. Quá hay dành cho U98 và game thủ Văn Hưởng. Trận chém phải nói là bạt mạng luôn. 2-1 trong trận đấu thứ hai. Và chúng ta cùng chờ đợi đến với chung kết đầu tiên nhờ tin Quảng Ninh ở trong trận đấu này.